Tại Bắc Phương có một hội đạo đức chuyên giảng thuyết đạo đức, nhân nghĩa, và tôi tham gia hội này lúc 16 tuổi. Năm 17 tuổi vào mùa đông, tôi là chủ nhiệm giảng dạy, tức làm thầy chỉ dạy cho tất cả các học viên khoảng 50-60 tuổi, cũng có 40-50 tuổi, nam nữ tổng cộng có khoảng 50-60 người. Ở hội đạo đức, chúng tôi dùng bất cứ gì cũng đều phải tiết kiệm. Thí dụ như khoai tây, thường thì người ta không ăn vỏ khoai tây. Bởi hội đề xướng, những gì người ta không ăn thì mình ăn, cho nên tôi nói với các học viên, ăn khoai tây đừng nhả vỏ, các vị chỉ cần ráng một chút là ăn được cái vỏ. Đó mới cho thấy công phu thực hành của chúng ta là những gì không thể ăn, chúng ta đều ăn được. Dù tôi đã giải thích vậy rồi, nhưng vẫn có học viên nhả vỏ khoai tây ra. Họ nhổ ra trên bàn, có người thì phun xuống đất hoặc nhai nhuyễn rồi nhả ra. Bởi lúc ăn cơm, mọi người đều không nói chuyện, cho nên tôi bỏ qua, mặc kệ họ. Đợi ăn cơm xong, tôi lượm tất cả vỏ mà họ đã nhổ ra trên bàn hoặc dưới đất vào một cái chén, rồi tôi ăn các vỏ đó ngay trước mặt họ. Nhờ đó sau này, không còn ai dám nhả bỏ vỏ khoai tây nữa. Nếu tôi không làm gương như thế, e rằng các học viên sẽ không phục tùng theo lời dạy. Ha ha ha,